Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Dortmund và câu lạc bộ Hoffenheim. Đây là trận đấu thuộc cúp quốc gia Đức và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì câu lạc bộ Dortmund sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Hoffenheim với mức kèo là 1 trái. Mức kèo cũng có thể tăng 1,25 và hạ xuống còn 0,75, mức tài xỉu là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Review Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Bạn nào quan tâm thì cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Dortmund và Hoffenheim thì Dortmund bất bại trước Hoffenheim với 5 trận thắng liên tiếp. 5 trận thi đấu gần nhất của Dortmund thì Dortmund đang bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Hoffenheim thì Hoffenheim thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Hoffenheim được chấp 1 trái, hoặc là bạn nào an toàn hơn lựa mức kèo phụ là Hoffenheim được chấp 1,25 nha. Vì sao? Mặc dù gặp lại Dortmund thì một lần nữa Hoffenheim vẫn bị đánh giá cửa dưới như ngày nào và còn phải đi làm khách. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Dortmund thì mình thấy là Hoffenheim họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai đó thì cũng chưa kể là nếu như mà hai đội hòa nhau ở 90 phút chính thức, hoặc là Hoffenheim có để thất bại trước Dortmund với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn Hoffenheim chúng ta cũng chỉ từ què kèo đến thắng kèo mà thôi. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Cái phong độ thời gian vừa qua của Hoffenheim nó cũng đang rất là tốt và trận đấu này cũng chỉ là trận đấu cúp mà thôi. Nhiều khả năng là Dortmund biết đâu họ sẽ không tung ra đội hình mạnh nhất để đá, thì sẽ là cái cơ hội để cho Hoffenheim có lần đầu tiên đá bại được Dortmund sau 5 lần đối đầu không thắng thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên lựa mức kèo Hoffenheim được chấp 1,25, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì những lần đối đầu với nhau trước đây của hai đội á, thì đa phần mình thấy nó cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Với lại là ở thời điểm hiện tại thì hai đội bóng này nó đang có phong độ tốt và hiệu suất ghi bàn đều đặn, thì mình nghĩ trận cầu này tiếp tục sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng được ghi, dự đoán sẽ là hòa 2 đều hoặc là 3-2 nghiêng về cho Hoffenheim. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Từ đầu thì có thể là hai đội sẽ còn một chút thận trọng, cho nên là mình dự đoán là sẽ không có bàn thắng sớm đâu. Các bạn canh cho kèo tài nó hạ còn từ 3 trái trở xuống, các bạn hao vào nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với phong độ đang ổn định và hàng thủ đang chơi tốt thì có thể là Hoffenheim họ cũng sẽ không thua Dortmund ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là hiệp 1 Hoffenheim mới là những người có bàn nhận trước. Hiệp 1 các bạn chọn Hoffenheim được chấp nha. Và canh tài hiệp 1 hạ còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Dự đoán hiệp 1 1-0 nghiêng về cho Hoffenheim, hoặc là hai đội sẽ cầm chừng nhau với tỷ số là hòa 1 đều. Tóm lại trận đấu này chốt kèo là chọn Hoffenheim và canh tài còn từ 3 trái trở xuống thì vào. Ở hiệp 1 cũng chọn Hoffenheim, canh tài hiệp 1 còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Chúc anh em may mắn. Xin chào, hẹn gặp lại.